Vâng, thưa quý vị các bạn, hôm nay Tai To gửi đến cho quý vị và các bạn món này, bà dọi nha. Đây, bà dọi heo. Cái này mình đã bỏ qua cháo và ốp cho da nó được vàng hơn. Đây, nay mình sẽ làm món nướng tre, thịt heo nướng tre. Đây, tre đã chặt xong, rửa đi là ướp gia vị bỏ vào là ok. Quý vị và các bạn nhớ xem hết video nha. Đây là quá trình tẩm ướp gia vị sau khi cho vào ống. Cái này chắc phải 3-4 ống nhỏ. Rồi chặt ống nhỏ quá. Trời tối rồi, mình sẽ ướp xả. Ướp trong vòng nửa tiếng này. Và gia vị tùy vào khẩu phần ăn mỗi người nêm gia vị vừa ăn. Đây là xả. Ớt cho nhiều vô cho thơm. Hành khô và tỏi. Hành khô. Sa tế tôm. Đây là kiểu ướp gia vị của Tai To nhé. Và cho thêm tí dầu ăn nữa. Và xíu nữa nữa mình sẽ cho thêm nước vào, không nói sợ nó cháy. Cháy mất ống tre. Rồi, ướp gia vị nửa tiếng. Rồi nhồi vào trong ống tre. Xong sẽ đậy nút vào bằng lá chuối. Sau khi ướp gia vị nửa tiếng, bây giờ mình sẽ nhồi vào ống tre. Quy trình làm rất là kỳ công. Không biết ngon hay không. Đây, đây là công đoạn đang đun, đang nấu, đang nướng.
nướng lộ rất hấp dẫn nha. Trời tối lắm rồi. Rồi sau một hồi đun nướng, đây mình đã có món thịt heo nướng ống tre xong, hơi đen nha, nhưng thơm lắm. Cái gì nướng qua tre cũng thơm. Để mở ra cho quý vị các bạn xem nóng hổi. Do ống lỗ nhỏ quá, lửa tối nữa. Đó. Nhìn quý vị mừng đã không? Mời cả nhà thưởng thức với tai to nhá. Mình nêm gia vị ngon lắm, thơm. Nói chung nó thơm qua tre với nhét cái lá chuối bên trên nữa, nó rất là thơm. Thịt vàng nó cháy bên ngoài thôi, nhưng không phải là nó cháy thịt trong thôi nhé. Quý vị xem ngon lắm. Ăn một tay cho dân rã. Ra nồi thơm lên đây, nóng. Đây mấy một ống thịt nhiều. Thịt nướng ống tre của tai to đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn cũng có bữa ăn ngon miệng và thật nhiều sức khỏe. Vâng, xin chào và tạm biệt.